có đồng hồ trời ơi, nó tràn qua rồi, tràn qua rồi mẹ Xuyến ơi. Ơi quá trời đời trời luôn, nhảy vô chiếm đợt. Lát nữa con đổ nước cũ ở trong kia ra. Trương Hà muốn cái gì? Quá trời đồ chơi luôn, muốn cái gì đây? Đây đếm miệng má. Hà chơi không có được đâu. Nhả vô ngồi. Ngồi chân thêm bài lên kệ luôn đi mẹ Xuyến ơi. Đó. Đi như con ếch nè. Trương Hà ngồi giống con khách quá nè. Có sợ đồ phụ mẹ mà. Con đem ra ngoài chân đi. Rồi bỏ ra, đúng rồi. Bỏ ra ngoài. Bỏ lên, ơi biết luôn. Bỏ lên cao. Này đẹp quá ha. Cái đèn này đẹp quá nè Sơn Hùng. Gọn nè Sơn Hùng này. Còn Sơn Hà lấy đèn nào? Sáng như đây nè. À, có pin sạc mà hả? Chín giờ sáng. Sơn Hà phái rồi đó, mẹ Xuyến ơi, nó phái rồi đó. Sáng hết trời luôn nè, sáng hết mức luôn nè. Anh sáng hết mức rồi nè. À, sáng chân ha. Sáng đèn đã không? Chị con lấy đèn này ha. Rồi, lấy cái đèn cũ. Ừ, lấy đèn cũ đi. Lấy đèn cũ hả? Khi nào mà xài hư rồi xài. Mình sẽ tiết kiệm mà.